đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi xa cũng muốn trở về. Con mẹ ru lời ru âu thơ đưa con vào giấc mơ. Bước trên đường đời nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cha ở phương trời xa kia có vui vì con lớn khôn rồi. Bao lời cha dặn con giữ trong tim. Có gia đình dù bao khó khăn, dù gục ngã hãy quay về đây. Nhà là nơi ta ra đời và là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui ta trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đường nơi còn biết bao xa vời. Đi đâu hãy nhớ quay trở về. Cha ở phương trời xa kia có vui vì con lớn khôn rồi. Bao lời cha dạy con giữ trong tim. Có gia đình dù bao khó khăn, dù gục ngã hãy quay trở về đây. Nhà là nơi trở về nhà. Nhà là nơi ta trao đời, nhà là nơi dạy ta nên người. Dù bao buồn vui cũng chính nơi đây, nhà cho ta niềm tin khi trở. Xin được chúc mừng Yến Lê
Lại một lần nữa bạn đã thể hiện rất xuất sắc ca khúc mà bạn đã cùng sáng tác với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Và có lẽ phải nói rằng ca khúc của Yến Lê, những lời tự sự của Yến Lê làm cho những người như Mỹ Linh chẳng hạn, như những người con xa nhà thực sự muốn quay trở về với bố mẹ ngay. Và lúc này thì không biết là huấn luyện viên của bạn đang muốn nhắn nhủ đến bạn những điều gì? Hôm nay em lại trở nên dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn. Có thể nói rằng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn nhà thiết kế Kelly Bùi đã cùng với Tuấn Hưng đồng hành với team của Tuấn Hưng, đã cho Yến Lê xinh hơn và luôn luôn biến đổi theo từng bài hát, luôn luôn biến đổi theo từng màu sắc của từng đêm diễn. Em đã quá thành công với tất cả những sự lựa chọn của riêng mình. Cứ mỗi tuần em lại viết một bài hát mới. Và lần này thật là may mắn là Hồ Anh đã ở bên cạnh em để giúp đỡ cho em để có thể có được thêm một ca khúc nữa. Mới chỉ tuần trước thôi, em còn đang đắn đo rằng mình có nên hát một bài mới không, hay là ta sẽ trở về với một ca khúc quen thuộc. Nhưng rồi cuối cùng em đã quyết định lựa chọn thêm một lần nữa, một sự lựa chọn táo bạo, nhưng đó chính là sự tự tin của chính bản thân em về tài năng của chính em. Anh chỉ biết cầu chúc cho tất cả những điều may mắn nhất, tất cả những gì tuyệt vời nhất sẽ đến với em đêm ngày hôm nay. Chúc em chiến thắng. Xin chúc mừng Yến Lê một lần nữa. Và vâng, thưa quý vị, thí sinh của chúng tôi, người ca sĩ Yến Lê trông rất là cá tính, phong cách rất là cá tính, nhưng mà nội tâm thì lại rất là đầy tràn tình cảm. Và lúc này đây thì tiếp sau chúng ta sẽ cùng đến với một phần trình diễn đến từ đội của huấn luyện viên Mỹ Tâm.